Chào các bạn, mời các bạn đến với bài học của chương thứ 8 trong môn F3. Ở session này chúng ta sẽ học về Tangible Non-Current Asset. Mặc dù là tên chương là Tangible Non-Current Asset, nhưng mà thực ra cái mong muốn của mình ấy thì là mình sẽ phải nói một cách đầy đủ hơn là tất cả những cái chuẩn mực nào liên quan đến Tangible Non-Current Asset. Nhưng tuy nhiên có vẻ như thế thì nó hơi gọi là over scope so với cả môn F3, cho nên bởi vì là nội dung chính của chương này thì chỉ có một chuẩn mực thôi, đấy là chuẩn mực số 16 về Property, Plant and Equipment. Nó tương đương với ở Việt Nam thì chúng ta dùng chuẩn mực số 03 về tài sản cố định hữu hình. Thế nhưng mà thật ra là nếu như gọi là nhìn ngang về tên ấy, thì chúng ta đang thấy là ok, nó giống như là chuẩn mực Việt Nam và chương này chúng ta học về Tangible Non-Current Asset. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn là trong hệ thống chuẩn mực quốc tế, hệ thống IS và IFRS thì chuẩn mực số 16, IS 16 chỉ là một chuẩn mực về Property, Plant and Equipment. Còn nói đến Tangible Non-Current Asset thì chúng ta lại phải dùng một hệ thống các nhiều chuẩn mực hơn. Ví dụ như còn có IS 40 về Property, Investment Property, chúng ta còn phải học về IS 20 về Government Grant vân vân nữa. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần hiểu rằng là để cho cái khoản mục này trên báo cáo tài chính thì nó được guidance bởi không chỉ một chuẩn mực mà là khoảng độ 3 đến 4 chuẩn mực. Nhưng mà ở môn F3 thì chúng ta học cái chuẩn mực chủ yếu nhất, một cái chuẩn mực đầu tiên là chuẩn mực về số 16. Tất nhiên để học chuẩn mực 16 thì lại cũng cần có sự gọi là hỗ trợ từ rất nhiều hướng dẫn ở các chuẩn mực khác. Vì thế nên là các bạn nhìn thấy rằng là nó là một cái gọi là khoảng cách về knowledge giữa cái việc học môn F3 và môn F7. Nếu như mà các bạn có hỏi mình rằng là F3 và F7 thì chênh nhau như thế nào ấy, thì mình cũng có nói với các bạn rằng là nếu F3 học cái basic rồi thì F7 học tất cả những cái còn lại là liên quan đến cái basic đấy. Ví dụ như ở đây cái chủ đề đầu tiên là chủ đề về tài sản cố định hữu hình chẳng hạn, thì ở F3 các bạn học cái chuẩn mực chính là IS 16 về Property, Plant and Equipment. Nhưng đến môn F7 thì các bạn sẽ học nhiều hơn, ví dụ về revaluation đúng không ạ, và sau khi mà nó bị giảm giá thì mình học về IS 36 về impairment. Chúng ta học thêm về một số những cái chuẩn mực khác như IS 40 20, IS 36, thì lúc đó chúng ta thấy là nó mới đầy đủ được. Thì bây giờ chúng ta cứ tạm thời gọi là happy với cái kiến thức mà chúng ta sẽ học nền tảng của môn F3 trước nhé. Và vì như thế nên là mình muốn nói lại từ gọi là cái định nghĩa ấy ạ, thế nào là Tangible Non-Current Asset. Chắc hẳn các bạn còn nhớ là trong cái bài học chúng ta học về concept, chúng ta nói về định nghĩa tài sản đúng không ạ? Tài sản là gì ạ? Là một resource controlled by the entity. Tangible Asset cũng tương tự như vậy, vẫn phải là resource, vẫn phải control by the entity, vẫn phải có điều kiện là from which the future benefit is expected to be flow in. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên nó phải là một tài sản đã, sau đó nó mới có cái tính chất là tangible. Tangible ở đây được hiểu là chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Và sử dụng cái tài sản này cho mục đích sản xuất kinh doanh. Nếu mà xét về định nghĩa thì ở đây ở IS 16, định nghĩa tài sản khá là đơn giản, đấy là với những cái mà chúng ta được classify nó là tangible non-current asset thì đầu tiên là nó phải use for production, for operation, for production, for admin purpose, bla bla, nghĩa là những cái mục đích mà cho mục đích sản xuất kinh doanh và tạo ra lợi ích trong tương lai. Thứ hai là nó phải có expected to be used for more than one period, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ classify nó thành tangible non-current asset. Thứ hai là chúng ta nói về, thực ra trong cái video đầu tiên mình muốn các bạn nắm vững được một cái khái niệm, đấy là khái niệm về capital expenditure và revenue expenditure. Tại sao lại phải học kỹ về khái niệm này? Có hai ý ở đây mà mình muốn nói. Ý đầu tiên là mình nói đến việc là anyway, trong mục đích đi thi hoặc là trong mục đích chúng ta muốn sharing hoặc là chúng ta muốn học tiếp được một F7 chẳng hạn, thì cái khái niệm này sẽ nằm rất nhiều ở các cái phần sau. Thứ hai nữa là trong mục đích chúng ta classify các cái cost, phân biệt các cái chi phí thế nào để ghi vào nguyên giá ấy, thì chúng ta phải biết là thế nào được gọi là capital expenditure và revenue expenditure. Capital expenditure là những cái chi phí mà nó liên quan đến việc mua sắm tài sản hoặc là nâng cấp tài sản. Ở đây mình nói đến hoặc là bởi vì sao? Nếu mà chi phí mua sắm tài sản thì chúng ta cần phải note là đấy là những chi phí mà bring the asset to the condition of ready to be used. Nghĩa là nó mang tài sản đến cái vị trí, đến cái hình thái là sẵn sàng để sử dụng. Ví dụ chúng ta mua máy móc
thì những cái chi phí liên quan để mang cái tài sản, mang cái máy móc đấy đến trạng thái sẵn sàng sử dụng là gì? Là chi phí setup, là chi phí chạy thử, là chi phí vận chuyển, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đấy nếu như ta không có, chúng ta không bỏ ra thì chúng ta không có cái máy để sẵn sàng sử dụng, thì tôi được gọi là capital expenditure. Với revenue expenditure thì chúng ta lại nói đến là những cái chi phí incur for the purpose of operation or maintenance asset, nghĩa là những cái chi phí mà để duy trì trạng thái sử dụng đó, hoặc là để chúng ta bán hàng, hoặc là để chúng ta hoạt động bình thường, thì những chi phí đấy là revenue expenditure. Tại sao nó lại được gọi là được gọi tên là revenue expenditure? Bởi vì là những cái chi phí đấy nó cho mục đích là tạo ra doanh thu trong cái kỳ đấy. Thế còn những chi phí được gọi là capital expenditure là những cái chi phí mà tôi được vốn hóa vào trong tài sản, và vì nó vốn hóa vào tài sản nên nó sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Do đặc trưng và cũng như là cái classify của chúng ta khác nhau nên các bạn cũng biết là accounting treatment for capital expenditure và revenue expenditure là khác nhau. Một cái terms khác mà các bạn sẽ hay gặp đấy là khi mà chúng ta nói đến capital expenditure thì thỉnh thoảng chúng ta thấy được viết tắt là CapEx ạ. Thì CapEx cũng chính là viết tắt của capital expenditure, hoặc là OPEX thực ra là viết tắt của operating expenditure, thì chính là revenue expenditure mà chúng ta đang mention ở đây. Với capital expenditure thì chúng ta sẽ ghi nhận nó vào giá trị của tài sản và vì thế nó nằm ở trên balance sheet, ở trên statement of financial position. Còn với revenue thì nó sẽ không xuất hiện ở trong giá trị của tài sản mà nó sẽ được ghi thẳng vào profit or loss. Tiếp tục mình có, nếu mà đã có expenditure thì sẽ có income đúng không ạ? Và chúng ta có capital expenditure thì ngược lại mình cũng có capital income. Khi mà chúng ta bán tài sản đi thì cái thu nhập từ bán tài sản được gọi là capital income. Đối với cả revenue expenditure chúng ta có chi phí và chúng ta nói rằng nó để nó tạo ra doanh thu thì đương nhiên chúng ta phải ghi nhận một revenue income như là sales or trading assets, hoặc là provision of service, cung cấp dịch vụ đúng không ạ? Hoặc là những cái interest and dividend received from investment. Như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta học song song ạ, capital expenditure và revenue expenditure. Bây giờ chúng ta mới nói đến việc làm. Chúng ta classify, chúng ta phân loại xem trong những cái ví dụ này thì đâu là capital expenditure, đâu là revenue expenditure, đâu là capital income và đâu là revenue income. Chúng ta có khá là nhiều ví dụ và nhân tiện thì trong các ví dụ này thì mình cũng sẽ giải thích thêm để mọi người hiểu kỹ hơn về khái niệm về capital expenditure và revenue expenditure là cái nội dung chính của cái video này. Thứ nhất ạ, the purchase of a property, for example an office building. Chúng ta mua lại một cái office building chẳng hạn, một cái tòa nhà chẳng hạn, thì giá mua của cái tòa nhà này, các bạn biết là chúng ta mua tòa nhà để làm gì? Thứ nhất là để, ví dụ để đặt văn phòng, đúng không ạ? Vậy thì do đó nó dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh và đương nhiên thế thì nó sẽ là capital expenditure. Tại sao tôi lại nói đương nhiên? Bởi vì là cái chi phí từ việc mua tòa nhà này không phải là cho một năm mà tôi sẽ dùng trong nhiều năm và nó mang lại lợi nhuận, mang lại cái lợi ích. Future benefit expect to be flowing in the many years, và do đó thì nó sẽ là capital expenditure. Xét về định nghĩa thì đúng, capital expenditure chính là related to the acquisition of the non-current asset. Thì đây lúc mà chúng ta nói đến chúng ta đang mua một cái tài sản. The annual depreciation of such a property. Nhưng sau khi mua xong thì chúng ta sẽ khấu hao. Vậy thì matching concept nói gì? Nói rằng là nếu như chúng ta thu được lợi ích trong tương lai trong nhiều năm thì chúng ta cũng sẽ phải spread out the expense related to the terms of useful life. Vậy thì tôi định là tôi sẽ thu lại lợi ích trong tương lai của cái tài sản này trong rất nhiều năm. Vậy thì tôi cũng sẽ phải tính vào chi phí của từng năm tương ứng, và cái depreciation of such a property sẽ được recorded as a revenue expenditure. Bởi vì chúng ta mua một cái tòa nhà cho nên chúng ta có một cái chi phí là solicitor fee in connection with the purchase of such a property. Ví dụ những cái chi phí để sang tên tòa nhà này từ cái chủ cũ sang cho công ty này chẳng hạn. Vậy thì cái chi phí sang tên này ạ, nó sẽ được coi là capital expenditure. Tại sao lại như vậy? Vì nếu tôi không bỏ chi phí sang tên, tôi không có cái kinh phí cho ví dụ như cho tư vấn hay connection đoàn gì đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không mua được tòa nhà này. Vậy nên nó là chi phí liên quan đến việc mua tòa nhà và liên quan đến việc mang cái tòa nhà này, mang cái tài sản này đến cái giá trị được gọi là ready to be used. Tiếp ạ, the cost of adding extra storage capacity to the computer by the business. Ví dụ các bạn có một cái máy tính ạ, à,
Bây giờ cái máy tính của các bạn chỉ có một cái ổ cứng ví dụ nhỏ thôi. Bây giờ mình mua thêm hoặc là ví dụ RAM đi ạ, các bạn thay một cái thanh RAM 256 bằng 512 ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà các bạn thay một cái bộ phận mà làm cho cái máy tính của các bạn nó được upgrade lên và nó increase capacity lên thì cái chi phí đấy được gọi là capital expenditure. Vì cái lợi ích từ việc các bạn nâng cấp cái storage capacity đó, các bạn không phải là chỉ thu được hôm nay mà còn thu được trong tương lai nữa, cho nên nó được coi là capital expenditure và nó sẽ ghi tăng giá trị của cái máy tính lên. Nhưng mà nếu như cái máy tính của các bạn bị hỏng hoặc các bạn phải bảo dưỡng thì lúc này cái chi phí computer repairs and maintenance cost lại được recorded như là revenue expenditure. Tại sao lại như thế? Bởi vì chúng ta có dùng thì máy tính nó mới hỏng, và cái việc mà chúng ta bỏ tiền ra sửa chữa là để bù đắp lại cái hao hụt mà nó đã xảy ra, nó đã hỏng rồi thì bây giờ tôi mới phải phải chi phí cho nó, đúng không ạ? Vậy nên nó đã tạo ra revenue thì đương nhiên nó sẽ có gì ạ, expense tương ứng. Nếu mà các bạn bán cái tòa nhà mình mua vừa nãy đi, các bạn có profit on the sales of an office building thì rõ ràng nó, bởi vì các bạn đã record được nó là capital expenditure thì bây giờ các bạn sẽ được record nó là capital income. Nhưng mà revenue from sales by credit card, các bạn bán hàng mặc dù là chưa chưa thu tiền hoặc là thu tiền bằng credit card thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có revenue income chứ không phải là capital income. The cost of new plant, các bạn mua một cái máy móc mới đúng không ạ? Thì cái máy móc mới này sẽ được coi là capital expenditure vì nó sẽ tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Customs duty charge on the plant when imported into the country. Các bạn mua một cái hệ thống máy móc mới mà các bạn phải trả thuế nhập khẩu. Vậy cái thuế nhập khẩu này sẽ được tính là capital expenditure hay là revenue expenditure? Các bạn cũng biết là nếu các bạn không hoàn thành cái khâu nhập khẩu, không đóng thuế thì các bạn sẽ không thể mang cái hàng này, mang cái plant, mang cái hệ thống này về kho của mình để bắt đầu chạy được. Cho nên nó chính là chi phí để bring the asset to the condition of ready to be used. Và vì thế nên là nó được tính là capital expenditure. The carriage cost of transporting the new plant from the supplier's factory to the premise of the business purchasing the plant. Khi mà các bạn mua một cái plant, một cái hệ thống máy móc thì các bạn sẽ phải vận chuyển cái hệ thống máy móc này đến kho mình, đúng không ạ? Vậy thì trong lúc mà vận chuyển đấy thì cái chi phí vận chuyển phát sinh ạ, nó cũng giống như là custom duty mình vừa mới giải thích, là nếu mà các bạn không bỏ tiền để thuê vận chuyển thì cái máy này nó không vào trong kho mình được và do đó mình cũng không thể chạy được. Vì thế nên nó được coi là chi phí gì ạ, capital expenditure. Bây giờ có cái máy vào trong kho rồi, chúng ta có chi phí installing the new plant in the premise of the business. Các bạn phải lắp đặt đúng không ạ? Vậy thì chi phí lắp đặt cũng là chi phí capital expenditure vì nó cũng là góp phần để tạo ra cái plant đó ở trạng thái là ready to be used. Nhưng cái chi phí cuối cùng mà chúng ta muốn discuss đấy là the wages of the machine operators. Các bạn phải trả lương cho cái người vận hành máy thì lúc này cái chi phí lương cho người vận hành máy lại lại là revenue expenditure bởi vì nó sẽ tương đương với thời gian chạy máy và tạo ra sản phẩm, tạo ra hàng hóa để chúng ta có thể bán được, tạo ra doanh thu tương ứng, vì thế nó là revenue expenditure. Vậy thì các bạn thấy rằng là qua một số những cái ví dụ mà mình vừa mới gọi là clarify với mọi người 12 cái ví dụ này ạ, thì các bạn cũng nhận ra là các bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về capital expenditure và revenue expenditure. Trước khi mà mình dừng cái video này thì mình cũng nói đến cái structure của bài học. Chúng ta có cái chương này là về tangible and gross asset, và như mình nói lúc ban đầu ấy ạ, thì chủ yếu là chúng ta học về IAS số 16 về property plant equipment. Thì trong cái chuẩn mực 16 chúng ta sẽ học về đầu tiên là scope và definition, chính là cái video này mình đang nói với các bạn về definition thế nào là asset. Thứ hai là mình sẽ nói đến trong IAS 16 thì có nói đến recognition là khi nào thì chúng ta được ghi nhận. Thì vừa rồi chúng ta vừa nói về capital expenditure và revenue expenditure để biết là ghi nhận và cost là những cái chi phí gì. Thứ ba là trong S16 thì nói về initial measurement và subsequent measurement là ghi nhận ban đầu và có revaluation. Thì trong một cái video tiếp theo mình sẽ nói về revaluation. Đồng thời là trong S16 thì còn có hướng dẫn về derecognition, nghĩa là chúng ta ghi giảm tài sản ở khi nào, bán tài sản hoặc là chuyển sang mục đích khác. Và cuối cùng trong S16 thì nói đến disclosure, yêu cầu về tính thuyết minh, thì các bạn cần phải thuyết minh những cái gì. Như vậy
Summary lại là trong chương 8 Attention to Process thì chúng ta sẽ có 3 3 bài học mà ngắn. Bài học đầu tiên là chúng ta nói về việc là ghi nhận ban đầu thì chúng ta cần quan tâm đến capital expenditure, revenue expenditure. Ở bài học thứ hai chúng ta sẽ học về depreciation, về khấu hao, và ở bài học thứ ba thì chúng ta sẽ học về revaluation, nghĩa là đánh giá lại tài sản để trình bày trong báo cáo. Như vậy các bạn sẽ có 3 cái video để có thể hoàn thành hết chương 8. Đây cũng là một cái chương khá là quan trọng và cũng là khá là dài. Thì mong rằng là chúng ta sẽ em cùng nhau dành thời gian để xem hết các cái video bài giảng. Sau đó chúng ta sẽ cùng làm bài tập ở chương 8 này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.